người trở lại với podcast Have a Sip Uống Gì Không. Đây là một chương trình mà dù là giãn cách hay không giãn cách thì chúng ta vẫn tìm một cơ hội để kết nối với những khách mời đặc biệt của chương trình. Những người này thì Thùy Minh thường chọn theo tiêu chí yêu thích của mình, và bởi vì họ là những người tạo ra nội dung, những người có thể viết sách, làm content, và quan trọng nhất là khi mà họ có nhiều chữ ấy, thì những cái cuộc trò chuyện Thùy Minh cũng tin là sẽ mang lại những cái câu chuyện thú vị cho khán giả. Hôm nay thì chúng ta gặp lại một nhân vật cũng rất là quen thuộc với khán giả rồi, chị Phan Anh eShip. Xin chào mừng chị đến với Have a Sip. Xin chào Thùy Minh, rất là vui vì lâu lắm rồi mới được gặp Thùy Minh, dù là chỉ qua màn hình như hôm nay thôi. Lần gần nhất Thùy Minh với chị Phan Anh gặp nhau là một cái chuyến đi Úc dưới tư cách là hai KOL. Nhanh quá nhờ Thùy Minh nhỉ. Đúng, và cũng rất là lâu rồi. Thì là cũng đã phải 7 năm rồi đấy, đúng không nhỉ? 5-6 năm. Nhưng mà duyên của chị Phan Anh với Thùy Minh thì còn từ trước đó nữa. Hồi xưa mọi người, bây giờ thì tờ Khoa Học Trò không có quá nhiều cái sức ảnh hưởng, nhưng mà cái cách đây mọi người hình dung là khoảng 10 năm, 20 năm thì là khủng khiếp nhỉ. Thì thanh xuân của chúng ta. Đúng, thì Thùy Minh với chị Phan Anh cùng làm ở tờ Soạn Học Trò. Thì mình là ở lầu 5, còn chị Phan Anh ở lầu 6, là một họa sĩ chuyên minh họa trong Khoa Học Trò. Và đến khi mà chúng tôi gặp nhau thì chúng tôi nhận ra là mình có cùng một cái, như chị Phan Anh có nói là thanh xuân. Nhưng bây giờ thì thanh xuân chúng ta cũng đi quá xa rồi, chúng ta sẽ nói chuyện hiện tại một chút xíu. Đúng như chương trình Uống Gì Không, Have a Sip. Và thực ra thì cái câu hỏi này không phải lúc nào em cũng giữ với khách mời, nhưng mà với chị thì em rất là muốn biết là buổi sáng dậy đầu tiên thì chị uống gì và tại sao? Sáng dậy đầu tiên thì lúc nào chị cũng sẽ uống một cốc nước lọc rất là to. Chị thường để một cái cốc nước như thế này để uống, và không giống như mọi người thường sẽ uống trà, cà phê vào buổi sáng, thì chị lại thích nhất là chỉ uống nước lọc thôi. Con người nhạt nhẽo chỉ thích và chỉ cần nước lọc thôi. Sau đó thì cái đồ uống tiếp theo khi mà bắt đầu vào một ngày mới, có thể là đã lên studio làm việc cùng với mọi người, ngửi cái mùi cà phê của mấy đứa ở trong team thơm quá, thì lúc đấy mới có nhu cầu uống cà phê, hoặc là lúc đấy thì mới bắt đầu uống trà. Thế khi làm việc thì chị có cần phải có buộc có một cái đồ uống gì bên cạnh mình không, hay là chị không quan trọng lắm? Thường thì năng suất làm việc của chị lúc chị hứng khởi nhất thì nó sẽ đến từ đâu? Có một cái điều rất là buồn cười, đấy là chị sẽ không thể nào làm việc một cách hiệu quả nếu mà không uống một cái gì đấy. Cái này thì cũng không phải là một thói quen quá lâu đâu. Trước đây thì chị không hề quan tâm đến cái việc là mình có cái nhu cầu uống hay không. Nhưng mà từ khi làm việc cùng với cả một đội mấy đứa ở trên yêu bếp, và chúng nó cực kỳ là quan tâm đến sức khỏe, thì chính chúng nó lại ảnh hưởng ngược lại với chị. Và chị ngồi cạnh một bạn cùng team, và lúc nào việc đầu tiên của bạn cũng sẽ hỏi chị là chị đã uống cái gì chưa, chị đã nhớ uống nước chưa, và chị không thể nào quên được cái việc đấy cả. Thực ra có một cái câu mà chị Phan Anh nói thì mình rất là thích, và tí nữa mình sẽ hỏi cái câu đấy. Đấy là nhiều khi mọi người nghĩ là food blogger thì là nấu ăn và kiểu làm món ăn của mình rất đẹp, nhưng mà chị Phan Anh có dùng một cái cụm từ đấy là phải có cái góc nhìn của một nhà khoa học để mà mang các cái tính dinh dưỡng vào trong cái thức ăn của mình. Nhưng mà chị cũng vừa nhắc đến yêu bếp nên là mình sẽ phải nói về câu chuyện yêu bếp, đúng không? Yêu bếp thì gần như là cái second identity, một cái bản sắc riêng thứ hai của chị Phan Anh. Bây giờ thì mình mới check vào sáng tinh mơ hôm nay thì là 2,2 triệu người đang là thành viên của yêu bếp. Buồn cười lắm chị ạ, vì là em vừa mới check là 2,1, xong em click vào phát là đã 2,2 triệu, nên em đoán em chính là cái người mà nhảy vào cái con số đấy. Chị có bao giờ nhìn lại và thấy rằng là wow? Thì mình biết không, thế là em đã là người đầu tiên thông báo cho chị việc là yêu bếp đã 2,2 triệu thành viên. Đến ngày hôm qua thì chị vẫn nhìn, và thực ra thì chị rất là ít khi check inside của group, vì là quá bận cái việc trả lời comment của mọi người, nó đã hết mất thời gian mà cái quỹ thời gian chị dành cho yêu bếp rồi, nên chị rất là ít khi xem inside của group, và hầu hết là chị chỉ nhìn cái con số tròn số thôi. Và đến ngày hôm qua thì khi mà tình cờ thay cái cover của nhóm
thì chị vẫn để ý và vẫn thấy là nó đang là 2.1 triệu thành viên. Và em chính là người đầu tiên thông báo cho chị cái tin vui này. Cảm ơn em rất là nhiều. Rất là tình cờ, bởi vì khi mà nói đến chữ yêu bếp ạ, thì em nghĩ ngay đến cái cuốn Kitchen của Banana Yoshimoto. Chính xác. Rồi ơi, và sau đấy thì em thấy là cái kỷ niệm của chị về cái cuốn sách này như thế nào? Mình đã nói đúng, nói chính xác vào một cái điều, một trong những cái điều quan trọng nhất khi mà chị lập ra Yêu Bếp. Nếu mà mọi người vào trang Yêu Bếp, phần about, phần giới thiệu của trang Yêu Bếp thì sẽ thấy ngay một câu được quote từ cuốn Kitchen của Banana. Thì đấy là một cái cuốn sách mà chị yêu thích nhất, một trong những cái cuốn sách chị yêu thích nhất về bếp. Không nói về ẩm thực nha, nó chỉ có cái tên thôi, nó chỉ có cái tên về bếp thôi. Nhưng trong toàn bộ cái cuốn sách đấy thì nó nói về bếp cũng không quá nhiều đâu, nhưng nó lại là một trong những cái điều quan trọng nhất dành cho chị, định hình cái suy nghĩ của chị về bếp. Trước đây thì như Thùy Minh cũng đã vừa mới nhắc lại một cái kỷ niệm thanh xuân, đấy là khi chị làm họa sĩ của báo Học Trò. Và lúc đấy thì trời ơi, Thùy Minh mới chỉ là một cô nhóc rất là nhỏ, rất là trẻ. Thật ra thì cũng không phải là đến mức như thế đâu, nhưng em chỉ hơn em một tuổi thôi mà. Em mà trẻ thì chị cũng không tin nổi á, có nghĩa là lúc đấy chị cũng còn rất trẻ đúng không, nhưng mà chị vẫn nhớ là một cô nhóc khi mà lên tòa soạn thì vẫn mặc cái đồng phục trường là am đúng không nhỉ, có phải không nhỉ, nếu mà chị nhớ không nhầm. Xong rồi chị đó, em vẫn chắc chưa hay là như thế nào đấy, mà rồi, chị vẫn sao nhớ. Em hiểu ý chị là chị nhìn em như một đứa học sinh cấp 3 đúng không? Và thực chất thì lúc đấy là chị cũng vừa mới cấp 3 lên đại học thôi. Chị cũng mới gặp Hoàng Mai, cũng mới gặp Minh, gặp tất cả mọi người. Và lúc đấy thì thật sự là, hay là do mình mới được làm sinh viên nên mình cảm thấy mình rất là oách. Quay lại với cả chuyện Yêu Bếp và cuốn sách, thì một trong những cái điều khiến chị cảm thấy rằng là nó chính là một cái bước ngoặt, đó là việc thử từ bỏ những cái mà mình đã nghĩ rằng mình gắn bó cả đời, chính là việc làm họa sĩ hay là vẽ vời hay viết lách, mà quay sang một cái lĩnh vực mà trước đấy mình hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến cả, đó chính là căn bếp. Trước đấy thì nó chỉ là sở thích thôi, hoàn toàn sở thích, nó còn chưa được thể được gọi là đam mê cơ. Mình chỉ đơn giản là thích làm bánh, thích nấu ăn. Và cuối cùng một cái cách nào đó của cuộc đời thì nó lại gắn liền với mình. Mình gắn với nó và bây giờ thì nó thật sự là cái điều mà chị yêu thích nhất. Yêu thích hơn tất cả mọi thứ, thậm chí cả vẽ. Chị Phan Anh đúng là một cái ví dụ thành công của một việc là biến đam mê thành thành một cái nghề chuyên nghiệp ấy. Em không khoan nói đến việc là chúng ta sẽ phải cân đo đong đếm đúng không? Bởi khi chúng ta nói đến chữ chuyên nghiệp ấy, thì chúng ta phải hy sinh rất nhiều thứ. Thế nhưng mà phần lớn thì chúng ta sẽ được rèn luyện hai bộ kỹ năng. Một là bộ kỹ năng ông bà, cha mẹ sẽ hướng ta đi theo, và ta sẽ vào trường học đi theo cái bộ kỹ năng đấy. Còn cái bộ kỹ năng thứ hai đúng nghĩa là trường đời dạy ta. Ta nếu mà ai đấy có thể gọi đúng nghĩa là pick up một cái đam mê của mình và biến nó thành công việc thì chị Phan Anh là minh chứng của cái chặng đường đấy. Và mới trong 2 tuần trước thôi thì Vietcetera có lên một cái bài trong cái series Bỏ, thì mình thấy không có cái gì mà chị Phan Anh đúng là cái tuyếp nhân vật như vậy, là rõ ràng là mình có đi hai cái đường song song, và trong một cái thời điểm nào đấy thì mình nghĩ là mình vẫn có thể duy trì cả hai. Thế nhưng mà sau đấy thì mình quyết định là mình dừng một cái con đường lại. Lại cái câu chuyện 7 năm chị Phan Anh cũng vừa nhắc đến, đấy là cái thời điểm ngay sau đấy thì chị về và dừng cái công việc tại báo Học Trò và chuyển hẳn sang làm cái công việc làm food blogger của chị ở cái thời điểm đấy. Đấy, nhưng mà bây giờ quay về Yêu Bếp ấy, thì mình còn thấy nó có một cái thứ mà gọi là bỏ ngay trong cái con đường gọi là chính lộ của chị ở thời điểm hiện tại. Đấy là chị rõ ràng là xuất hiện với cái tư cách cá nhân rất là nhiều trước đó đúng không? Những cái khoảng thời gian mà thì mình thấy cái thành tựu mà chị đạt được, bắt đầu chị chiến thắng cái giải Global Taste of Korea vào năm 2015, xong chị trở thành một cái KOL, một cái food blogger cực kỳ nổi bật, không chỉ ở Việt Nam mà ở châu Á nói chung. Và lúc ấy cái tên Phan Anh Eship bản thân thì mình nghĩ là nếu mà chị đi tiếp cái con đường đấy, chị vẫn có thể ra nhiều sách cookbook hơn này, rồi xây dựng một cái cộng đồng riêng này. Thế nhưng mà lúc đấy, cái thời điểm đấy thì cái tên Phan Anh Eship có cảm giác như được ưu tiên lùi xuống để xây dựng một cái cộng đồng
yêu bếp đấy, và bây giờ cái thành quả thì mọi người cũng đã nhìn thấy rồi, khá là nổi trội. Em chỉ tò mò một chút, vì trong vài năm gần đây, chỉ 2-3 năm gần đây thôi, thì rất là nhiều cái câu chuyện về việc là chúng ta, cái trend của truyền thông á, là xây dựng những cái group kín. Thì em rất tò mò là cái này trong đầu chị nó có là một chiến lược hay không? Cũng rất là vui bởi vì là thực chất thì mọi người luôn luôn tò mò về Yêu Bếp, mọi người luôn luôn tò mò về Fan Anh Internship, nhưng cái thời gian mà để trả lời chị có thể ngồi trò chuyện hay là trả lời phỏng vấn là hầu như không có. Phải thật rất là yêu một cái báo nào đó hoặc đôi khi là yêu cái người phỏng vấn mình mà mới dám nhận lời. Là bởi vì có thể do cái tính cách của chị là cái tính cách nó khá là muốn cầu toàn, chị không dễ dàng hay là sẵn sàng nhận lời một cái gì đấy mà mình không chắc chắn là mình làm được tốt nhất hay là tâm huyết nhất. Thì đây là một cái lần đầu tiên chị nhận lời để trò chuyện, để tham gia một cái chương trình mà chị biết là chị có thể chia sẻ rất là nhiều, nói rất là nhiều. Thì rất may là Thùy Minh không những đã từng mình đã từng biết nhau rồi đúng không? Cứ coi như là cuộc trò chuyện này như là của hai người bạn rất lâu rồi mà không gặp lại, muốn hiểu về nhau. Thì chị cũng muốn chia sẻ rất là vui về cái hành trình mà Thùy Minh vừa mới hỏi, trong một câu hỏi thôi mà thậm chí là với cái nhạy bén của nhà báo như chúng mình thì đã hiểu được rằng nó là cả một cái chủ đề cho một cái bài báo, đôi khi nó sẽ là cả một cái phóng sự rồi. Thì cái hành trình mà Minh vừa mới hỏi ấy, thì có lẽ là em cũng đã theo sát chị rất là kỹ, theo dõi và nắm bắt gần như là những cái điểm quan trọng nhất rồi. Quay lại cái thời điểm cách đây khoảng độ tầm 5-6 năm thì lúc đấy là lúc mà mọi người biết đến cái nhân hiệu, cái thương hiệu cá nhân của Phan Anh Internship nhiều nhất. Đấy là cái thời điểm có thể nói là rực rỡ nhất trong vòng khoảng độ 4-5 năm ngay sau khi từ bỏ cái công việc làm họa sĩ của báo Học Trò, bước chân vào một cái lĩnh vực mà mình tạm gọi ở cái thời điểm ban đầu đấy là yêu thích đi. Lúc đấy thì mình chưa thể khẳng định là mình có đam mê hay không được. Mình có đam mê thì mình cũng chỉ dám giữ và nói thầm nghĩ nó ở trong đầu thôi, bởi vì cũng không dễ dàng để thuyết phục hoặc là để chia sẻ với ai đấy mà để nói lên rằng là đấy là một cái tôi đam mê, khi mà mình chưa chưa đạt được cái thành tựu hay là mình chưa có cái gì chứng minh rằng đấy nó thật sự là đam mê cả. Bởi vì khi mà mọi người nói đến đam mê thì mọi người thường chỉ nghĩ đến cái mặt tốt đẹp của nó thôi. Mọi người nghĩ rằng là nó là một cái gì đấy tôi cực kỳ yêu thích thì tôi sẽ là đam mê. Nhưng khi mà đã thử thử chọn một cái đam mê để theo đuổi rồi thì sẽ thấy rằng là chưa bao giờ đam mê nó lại làm khổ mình như thế đâu. Mọi người ạ, thật sự là khi đã làm và bắt tay vào làm thì sẽ thấy rằng là cái việc mình làm nó sẽ là cả một cái quá trình, và khi mà cái tên tuổi của Fan Anh thực sự là trở thành một cái food blogger mà được cộng đồng, được mọi người trong lĩnh vực hoặc là kể cả ngoài lĩnh vực đi biết đến, không phải là chỉ ở Việt Nam mà còn ở châu Á hay là ở thế giới, được tham gia vào những cái sự kiện hay là những cái chuyên đề hay là những cái hoạt động mà thuộc cái lĩnh vực mà mình yêu thích, mình đam mê, thậm chí lúc đấy ở Việt Nam thì còn chưa 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 có cơ. Thì đã cảm thấy mọi người đều đã cảm thấy đấy là một cái đỉnh cao rồi, một cái thành công rồi, và cứ thế mà đi tiếp thôi, có cái gì đâu, bây giờ đã thành công như thế rồi đúng không ạ? Thì thậm chí là ở cái lúc đấy cũng như Thùy Minh vừa nói là chị Minh thì dùng từ từ bỏ, nhưng chị thì lại không nghĩ là chị từ bỏ mà là chỉ đơn giản là mình đi tiếp, nhưng mà không phải chỉ đi trên một cái con đường nó đã có sẵn đấy, mà lúc đấy thì mình lại mở tiếp một đường mới thôi. Mình có lẽ là do cái bản tính thích khám phá nên là mình không thích đi lâu quá trên một cái con đường mà nó cứ thẳng mãi hoặc là nó đã đẹp rồi, mà mình lại thích khai phá những cái con đường mà đôi khi nó chưa phải là đường hoặc là nó là
một cái đường mình sẽ trở thành người tiên phong. Thì lúc đấy là lúc mà chị nhận ra rằng là cái người đứng đầu ở một lĩnh vực, một cái người mà có thể chia sẻ được, sẽ không thể mãi mãi là một người chia sẻ một chiều. Mình sẽ cần học hỏi nhiều hơn, mình cần chia sẻ nhiều hơn, ở đa chiều hơn. Và lúc đấy là lúc mà chị nghĩ đến việc xây dựng một cộng đồng. Một cộng đồng, trước đây mình cũng vừa mới dùng từ là một cộng đồng đúng không? Thì cái cộng đồng tạm thời mà mình đang nói đến, cộng đồng mà biết đến Phan Anh E-Ship, đó là cộng đồng E-Ship Kitchen. Nó tồn tại dưới một dạng là một fanpage quy tụ những cái người yêu thích ẩm thực hoặc là quan tâm đến ẩm thực, mà họ quan tâm theo dõi và giao lưu với một nhân tố, một nhân vật là food blogger Phan Anh E-Ship. Tuy nhiên cách đây 3 năm khi mà chị nghĩ rằng là cái việc phát triển truyền thông trong cộng đồng nó không chỉ đơn thuần là một tỏa, nó một cái cá nhân, nó không còn là một cái tâm điểm để lan tỏa và truyền thông nữa, thì chị nhận thấy rằng là thay vì cái việc là nó chỉ từ một cái tâm điểm mà hướng ra thì nó đã trở thành một cái mạng lưới rồi. Nó giống như là một cái mạng lưới đa điểm mà ở đấy thì bất cứ một cái nhân vật nào, bất cứ một cá nhân nào cũng có thể tỏa sáng. Và đấy là lý do mà chị mong muốn xây dựng một cái cộng đồng về ẩm thực, từ ẩm thực, lấy trọng tâm là ẩm thực đi. Thực chất thì cái mong muốn của chị nó là một cái cộng đồng về phong cách sống, ở cộng đồng văn minh, nhiều lĩnh vực mà trọng tâm nó là cái lĩnh vực về ẩm thực. Thì đấy là cái lý do mà Yêu Bếp ra đời. Vào cái thời điểm đấy thì cũng như là Minh nói, mà chị cảm giác như là Minh đã phải nghiên cứu và tìm hiểu rất rất là kỹ về cái truyền thông cộng đồng rồi, để thấy được rằng là nếu mình quay trở lại cái cỗ máy thời gian cách đây 3 năm thì lúc đấy thì tất cả các cộng đồng mà nó có ảnh hưởng hay có tiếng nói thì nó rất là manh nha. Có những cái cộng đồng giải trí nó có thể lên đến hơn 1 triệu thành viên đi, nhưng nó vẫn rất là xô bồ manh nha. Người ta đến với cộng đồng đấy chỉ là quan tâm vào một cái sự kiện nhất định. Cái sự kiện này nó có thể là một cái phốt bị bóc, một cái bộ phim đang hot, một cái gì đấy nó mang tính thời điểm trong một cái thời gian rất là ngắn và nó không mang tính bền vững. Và hầu hết vào thời điểm đấy thì các hội nhóm đều hoạt động một cách riêng tư, một cách riêng tư. Nhưng chị lại nhìn nhận rằng là cái cộng đồng thì nó sẽ cần có một cái sức lan tỏa, và ở đấy thì thật sự là chúng ta cần học hỏi lẫn nhau một cách vô tư nhất. Và đấy là lý do mà Yêu Bếp ra đời. Và cũng như Minh vừa mới hỏi, đó là nó là một cái gì đấy bộc phát hay là nó mang tính chiến lược, thì chị cũng xin chia sẻ luôn là ban đầu hoàn toàn cái Yêu Bếp mở ra nó là một cái niềm vui thôi. Chị chỉ nhìn nhận và mong muốn, kỳ vọng nó ở một việc là đấy, khi mà mình nhìn thấy rằng là mình mong muốn có một cái cộng đồng để mình không những là người chia sẻ lan tỏa mà mình còn học hỏi được những người khác nữa, thì đấy là lý do mà Yêu Bếp ra đời. Tuy nhiên thì có một cái mà đến bây giờ chị cảm thấy rằng là nó là cái khiến cho mình cảm thấy vững tin hơn, đó chính là việc mình luôn luôn giữ một cái tầm nhìn nó xa hơn một chút. Nói là chiến lược thì nghe nó hơi to tát, nhưng mà mình giữ được cái vị trí, cái vai trò của mình tại một cái nơi mà mình có thể gạn lọc, mình phát quang được bụi rậm để mình có cái tầm nhìn xa hơn. Thì đấy là cái việc mình sẽ nhìn về một cái tương lai bền vững, một cái tương lai mà ở đấy nó hướng đến cái sự tích cực. Đấy là lý do mà Yêu Bếp ra đời. Đấy là lý do chị không chỉ admin mà là admin chúa đúng không? Thấy còn nickname mà trông cũng không hiểu là từ bao giờ mà các bạn lại đặt cho cái tên đấy nữa, nhưng mà nghe nó rất là chúa. Chúng ta đang nói về cái trend của truyền thông đúng không? Là thực ra thì chúng mình nghĩ là cái chuyện này nó cũng không cần phải, mình không cần gọi là nó to tát. Em nghĩ đúng là chị, khi mà chị xuất phát từ cái gì nó rất là tự nhiên thì mình sẽ hay ngại là nghĩ rằng là nó có cái một cái ý định gì đấy. Nhưng mà rõ ràng là đây là một cái trend mà không phải là ai cũng thành công trong cái trend này. Em thấy rất là thích ở cái chỗ như vậy, tại vì ai cũng có thể
làm cái report là đang có một cái trend đấy nhá. Ví dụ như năm 2000, cách đây 2 năm thì là người ta đã nói rằng là có 10 triệu cái group ở trên Facebook và mỗi tháng thì có 1,4 tỷ người tham gia vào group. Thế nhưng mà có phải cái group nào, như chị Phan Anh cũng vừa chia sẻ, có phải cái group nào cũng thành công đâu. Cái việc mà lập một cái group kín thì nó rất là dễ, thế nhưng mà cái để mà build nó đi một cái đường dài và số lượng nó cứ tăng khủng khiếp như thế này thì theo chị bây giờ nhìn lại, dù nó xuất phát là đúng là không phải hẳn là một cái cả quá là tính toán, thế nhưng mà chị nhìn lại thì cái đặc thù và nếu mà chọn ra gọi là bí kíp thành công của việc xây dựng yêu bếp thì nó là gì ạ? Chị không ngại chia sẻ đâu, bởi vì là mọi người đều nghĩ rằng là ô tôi làm cho vui mà xong rồi tôi thành công mà, nhưng mà thực ra không phải đâu. Có thể là ban đầu cái mong muốn của mình nó hoàn toàn vô tư, và thực ra thì trong lúc nào nó cũng vô tư thôi, mình đâu có làm gì sai đâu, nhưng làm được gì thì nó cũng sẽ phải có mục đích, mục tiêu, mình sẽ phải định hướng được cái việc mình làm, chứ mình không làm những việc vô bổ, hoặc là mình không làm những cái việc mà mình gọi là góp nhặt thu nhặt mỗi nơi một tí. Mình làm mình phải có định hướng, mình làm mình phải có đúng như mình nói là phải có tính chiến lược, và đôi khi cái chiến lược đấy thì nó sẽ lại đến từ việc là mình phải nhìn trước. Khi mà vào cái thời điểm, và cái tính thời điểm nó cũng rất là quan trọng. Vào cái thời điểm 2018 khi mà nhóm yêu bếp bắt đầu thành lập, thì trước đấy một thời gian ngắn thôi, cái sự bão hòa trong truyền thông bởi các KOL nó là một trong những cái đã được gọi là được tiên lượng. Và khi cái vai trò của một cá nhân nó bắt đầu trở thành một cái red ocean rồi, một cái thị trường đỏ nó bão hòa rồi, thì mình phải làm thế nào? Mặc dù thì Issue Kitchen không phải là công ty truyền thông đâu, là một công ty nghiên cứu về ẩm thực, và sẽ có rất là nhiều những thứ chị hy vọng là một số nào đấy, một chủ đề nào đấy mình sẽ hỏi chị và chị có thể chia sẻ được nhiều hơn về ẩm thực chứ không phải truyền thông. Tuy nhiên thì cái máu truyền thông ở trong mình tức là trong chị Phan Anh thì mình, đúng không ạ? Mình làm báo chí, mình làm truyền thông nhiều năm rồi, nó vẫn đâu đấy, dù có làm ẩm thực, nấu bếp hay gì đấy, thì cái việc mình mong muốn được truyền tải cái thông tin đúng hay hữu ích đến cộng đồng, nó là một cái mà gần như là sứ mệnh của mình ấy, nó không chạy đi đâu được. Mọi người hãy hiểu cái từ truyền thông, và như cách mà chị hiểu và chị mong muốn được truyền tải đi, thì truyền thông nó chỉ đơn giản là cách truyền đạt thông tin tới cộng đồng, tới những người mà mình mong truyền tải. Và cái tiêu chí của chị, cái mong muốn của chị đấy là những thông tin trung thực, thú vị, hữu ích. Thì tại sao lại không làm truyền thông, đúng không ạ? Mọi người nghĩ là truyền thông là bắt buộc là phải làm truyền tải thông tin cho một nhãn hàng nào đấy, thu về lợi ích nào đó. Nhưng mà đôi khi truyền thông cốt lõi nó chỉ đơn giản là mình hãy truyền tải thông tin, và hãy làm thế nào đấy để cái thông tin của mình đến được cái người nhận một cách trung thực, thú vị, và quan trọng nhất là phải hữu ích. Thì yêu bếp cũng như vậy, và cộng đồng yêu bếp cũng như vậy. Khi mà cái vai trò của một KOL nó đi xuống, không phải vì thế mà chị nhảy sang làm yêu bếp đâu. Bản thân đến bây giờ Phan Anh Eatship vẫn là một KOL được rất nhiều người săn đón, tuy nhiên cũng bị mang tiếng kinh khủng thì mình ạ. Nếu mà thì mình làm trong nghề thì mình biết là chắc chẳng ai như chị Phan Anh là gọi là mang tiếng là KOL, nhưng mà chả bao giờ nhận chả bao giờ nhận hợp đồng KOL chết đói. Các bạn ở trong team cũng bảo là chị là KOL chết đói thì mình khổ lắm ấy. Đấy, vấn đề là mình có một cái nền tảng công việc của chị thực sự là một food blogger nghiên cứu về ẩm thực, và chị dành toàn tâm toàn ý cho cái công việc đấy, nên là có làm KOL hay không nó cũng không quá ảnh hưởng. Nó sẽ là cái sự lựa chọn mà chị chọn, chị là người được chọn đầu tiên, và hai nữa là nhãn hàng cũng sẽ phải chọn chị, thì lúc đấy mình sẽ đi và đi một cách rất là vui. Còn nó không phải là cái công việc hàng ngày của chị, nên khi mà làm mở ra một cái cộng đồng yêu bếp mà mình vừa mới nói là những cái thời điểm quả thật trên thế giới cái xu hướng để lập group, tạo nhóm cộng đồng nó nổi kinh khủng, thì yêu bếp đã đón được cái thời điểm đấy. Và cái tính thời điểm trong truyền thông nó quan trọng chứ, nó rất là quan trọng.
nó giúp cho cái sức lan tỏa tốt hơn, nhưng mình phải có một cái nền tảng. Đấy là cái chị muốn chia sẻ yếu tố thứ hai. Khi mà mình nhắc đến, mình có nhắc đến một cái yếu tố mạnh của Yêu Bếp, đấy là về số lượng đi. Mình đã nhìn vào số lượng thành viên đúng không ạ? Nhưng đấy không phải là điều quan trọng nhất đâu. Trên thế giới những cái group, hoặc là kể cả ở Việt Nam đi, những cái group mà 1 triệu, 2 triệu hay 3 triệu thành viên cũng không phải là ít. Yêu Bếp không phải là duy nhất đâu ạ. Sẽ có rất là nhiều các cái nhóm như thế. Nhưng cái điều mà chị cảm thấy tự hào nhất, mà chị mong muốn nói đến nhất, thì chính là cái chất lượng thành viên và sự trung thành của các thành viên tại Yêu Bếp. Cái sự trung thành này không phải là trung thành với chị admin chúa đâu ạ, mọi người đừng hiểu nhầm như thế, mà đây là cái trung thành với cái văn hóa của Yêu Bếp, trung thành với một cái cộng đồng mà mình mong muốn chia sẻ hàng đầu, trung thành với nhau và trung thành với chính bản thân mình. Chứ còn chị Phan Anh thì nói thật là cũng mình biết là admin Yêu Bếp thôi, chứ không phải hai triệu hai thành viên họ đều biết hết đâu. Đôi khi có, vẫn có thành viên cũng sinh hoạt từ năm 2018 vào Yêu Bếp và vẫn gọi là anh Phan Anh ơi, anh admin ơi là chuyện bình thường. Cái vai trò của người admin thì nó giống như là người đứng đằng sau ấy, giữ cái linh hồn cho nhóm. Đôi khi thì phải ra mặt giải quyết những cái vấn đề ở trên nhóm thôi. Chứ nó, mọi người, đến bây giờ một cái điều mà tôi đau khổ nhất, mọi người cứ nói là tôi có hạnh phúc khi có Yêu Bếp không, thì hạnh phúc thì rất nhiều, nhưng có một cái điều tôi đau khổ nhất khi có Yêu Bếp, đấy là mọi người hoàn toàn quên mất tôi là một food blogger rồi. Mọi người toàn gọi tôi là chị admin. Đến nỗi mà nhiều người nghĩ rằng là nghề nghiệp của chị là admin Yêu Bếp á. Tức là công việc là hàng ngày sẽ vào nhóm, sẽ duyệt bài. Và nhiều khi chị qua chương trình này, qua Uống Gì Đấy Không của mình, chị cũng muốn gửi một lời xin lỗi đến rất rất nhiều thành viên hàng ngày nhắn tin vào Facebook cá nhân của chị để hỏi một cái kinh nghiệm nào đấy, hoặc là để chia sẻ cái sự yêu quý với chị, hoặc là hỏi duyệt bài. Thì chị hầu như là không bao giờ có thể trả lời được những cái tin nhắn đấy. Thì mọi người hãy hết sức thông cảm và đừng trách rằng là chị admin ơi sao trên Yêu Bếp, vì chị có vẻ thân thiện như thế mà sao em tin nhắn tin cho chị lại trả lời một cái tin gọi là copy paste, hoặc là chị lại chỉ nói một cái câu nó rất là ngắn gọn thôi, vì quỹ thời gian nó không cho phép. Chị vừa nhắc đến việc là chị không phải là nghề, không phải là admin, thế nhưng mà cái thời gian mà với Yêu Bếp là sẽ dành bao nhiêu thời gian của chị ạ? Và khi nhắc đến từ mà duyệt bài thì như thế nào thì chị không duyệt ạ? Quy định nhóm, trời ơi mọi người ơi, khi tham gia vào một cộng đồng mọi người hãy search ngay cái quy định của nhóm đấy xem nó thế nào, đúng không ạ? Mình chơi trên sân nào mình phải biết luật của sân đấy. Và cái việc là mọi người hỏi chị là làm thế nào để được duyệt bài trên Yêu Bếp là cái câu mà chị kiểu bây giờ nó nhạy cảm đến nỗi mà chị phát điên lên ý. Chị phải ghi cái dòng tiểu sử của Facebook cá nhân của chị là tôi không phải là chị Google, đừng inbox để hỏi tôi làm thế nào để duyệt bài Yêu Bếp. Trời ơi, nó là một cái nỗi ám ảnh. Nhưng mà có phải thời gian chính của chị sẽ là liên quan đến group Yêu Bếp không ạ? Không. Không rồi. Nếu mà thời gian chính mà liên quan đến group Yêu Bếp thì thời gian đâu để làm việc kiếm tiền. Thành viên Yêu Bếp còn nuôi chị đâu hả Minh ơi? Chị nhắc đến việc là có một cái nền tảng để chia sẻ. Nhưng mà chúng ta thừa biết rằng là nền tảng là một thứ không vĩnh cửu, nó sẽ thay đổi. Đúng rồi. Đúng rồi. Thế giả sử bây giờ mà không có Facebook á, chị nghĩ là Yêu Bếp hay là eShip Kitchen sẽ tồn tại dưới những cái định dạng như thế nào? Chả sao cả, nó lên trên đám mây trên trời. Ai cũng cho rằng là mình sẽ phải sở hữu tài sản đúng không ạ? Và cho rằng những thứ mình cho đi hoặc là những thứ mình đóng góp, những thứ mình cống hiến phải là của mình. Ok, đấy cũng là một điều rất là tốt. Và đấy là thứ mà nó cố hữu trong tư duy của mỗi con người rồi. Nó khiến cho chúng ta cảm thấy rằng là đó là lý do mà chúng ta cần tồn tại. Đó là lý do mà chúng ta tồn tại và chúng ta còn tồn tại. Ai cũng nghĩ là chúng ta sẽ phải có gì đó, phải có tài sản, phải có thứ được nắm giữ, phải có thứ để sở hữu. Chị nhận được rất là nhiều những lời đề nghị, lời mời đầu tư để biến Yêu Bếp trở thành một nền tảng sở hữu, để khiến cho cộng đồng đấy trở thành một phần tài sản của Phan Anh eShip hay là eShip Kitchen. Đấy là một điều rất là hữu ích và đáng để suy nghĩ đến.
các nhóm hội nhóm khác hay là những cái nền tảng giải trí khác hay là những nền tảng có thể thu được lợi nhuận khác đều nên nghĩ đến cái việc đấy, đều nên nghĩ đến cái việc là chúng ta làm thế nào để giữ nó trở thành một cái tài sản sở hữu của cá nhân, của công ty hoặc là của một nhóm người nào đấy. Nó sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy yên tâm hơn về việc tồn tại, về việc phát triển. Tuy nhiên là với cá nhân chị, với tính cách của chị, với công việc của chị, nếu sở hữu nó thì nó lại trở nên quá nặng nề với chị. Chị không hướng đến cái việc là phải sở hữu yêu bếp. Kể cả bây giờ yêu bếp mà mất đi cũng chả sao cả. Nghe em nghĩ là có một cái sự tự tin ở trong đây đấy. Không, chả tự tin gì cả, lo chứ không phải kiếm tiền, vẫn phải sống chứ, nhưng mà nó không phải là cái mà chị cần phải sở hữu, mong muốn sở hữu đến mức đó. Cái mà chị muốn sở hữu đến giờ phút này chỉ đơn giản là chính bản thân chị thôi, làm sao để sống tốt. Nghe úi rồi tôi chết rồi, lại thành đạo lý rồi mình. Nghe thì kiểu nghe rất là đạo lý, nhưng mà suy cho cùng thật sự mà, thật sự ấy, nghe thì nó rất là buồn cười. Chẳng ai ngồi đây đến giờ phút này mà bảo là tôi chỉ cần bản thân tôi, đúng không? Em thấy là có một sự tự tin ở chỗ là như thế này. Thực ra là yêu bếp không phải là con đường đầu tiên chị đi, đúng không? Là nó sẽ là một trong số những con đường chị đi. Và nếu mà với một người như chị, cái việc là khai hoang một cái con đường ấy, nó quan trọng hơn cái việc là cái con đường này nó phải to và đẹp và phải dài ấy. Đó thì đúng không, thì chị sẽ không cần cái tính sở hữu đấy. Và thậm chí chị coi nó sẽ là một cái, kể cả khi một cái gì đấy kết thúc thì chị sẽ nghĩ là à đấy là một cái khởi đầu. Thì em nghĩ là đấy là cái sự tự tin ở chỗ đấy. Cũng chẳng tự tin lắm đâu, nhưng mà thôi thì mỗi người một tính một cách. Bây giờ chúng ta ngồi đây, chúng ta cũng xác định là cuộc trò chuyện này có thể kéo dài, và nó sẽ kéo dài dựa trên những cái gì mà chưa bao giờ từng nói. Đây là cơ hội để chị có thể nói ra những thứ chị chưa bao giờ từng nói. Nó giống một cuộc trò chuyện hơn là một cái gì đấy nó lên báo mình cũng sẽ phải nghĩ, đúng không ạ? Trả lời phỏng vấn thì đôi khi còn phải có kịch bản, có câu hỏi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên chị trò chuyện với một cái chương trình mà gửi cho chị một cái email và nói là em không có kịch bản đâu. Chị còn không hiểu là sẽ hỏi cái gì và chị sẽ phải trả lời gì. Thì chị cũng xác định là khi mình trò chuyện với nhau thì cũng giống như là mình đang ngồi cà phê vậy. Đang ngồi cà phê ở một cái quán mà đang có đầy hoa hồng ngoài kia kìa. Chết rồi, hôm nay quên không cắt một ít hoa hồng vào đây để khoe với mọi người. Rất là thơm. Không biết là cảm giác của mình bây giờ thế nào ở góc nhà nhỏ của mình, nhưng mà nhà chị thì đang có mùi cơm vừa mới nấu cơm xong, đang rất là thơm. Đó, đây là những thứ mà chị nghĩ là nó quan trọng hơn, là chị chả hiểu tại sao chị có thể sống được đến bây giờ mà vẫn sống tốt. Không phải em biết chả sao. Không, em nghĩ đúng nghĩa là hôm nay là cuộc cà phê, và em tin là những người nghe podcast thì mình cũng thích, cũng rất là thích podcast ở cái đặc điểm là chúng ta có thể dông dài. Chúng ta không phải buộc theo một cái kịch bản. Chúng ta biết là sau đây chúng ta không có gọt tỉa đi những thứ thừa. Chị nhắc đến chữ đạo lý ấy, thì em thực ra em cũng không nghĩ là quan trọng là người ta phải rút ra được cái gì sau một cuộc trò chuyện. Nhưng mà cái mà quan trọng hơn ấy, là chúng ta cùng đi qua một cái cuộc trò chuyện. Chúng ta cùng ở đấy một cái khoảng thời gian này với nhau. Đấy là quan trọng nhất rồi. Vâng. Và chị Phan Anh có nhắc đến một việc là à thôi để chắc là một cái dịp nào chúng ta nói về ẩm thực. Nhưng mà đây chính là dịp đấy chị ạ. Tại vì em sẽ rất vui. Em muốn hỏi một cái việc là thực ra thì cái group ấy, em nghĩ nó là một kiểu thành quả bởi vì chị tap in một cái chủ đề mà không có ai trong chúng ta mà không, sẽ có nhiều người mức độ cao và mức độ thấp, thế nhưng mà không ai mà chúng ta mà không nói đến chuyện thức ăn được, hay là không nghĩ đến chuyện ăn trong cuộc đời mình. Cái mùa dịch này nó dạy cho em một việc chị ạ, là em là một cái người mà từ trước nay em hay bị xuất hiện là một đứa sẽ không biết nấu nướng gì ấy đấy. Và bạn em khi mà đến nhà mà nói là rủ ăn tối thì chúng nó luôn nghĩ rằng em sẽ mua đồ về ấy, đúng không? Thì em chỉ nghĩ rằng là cái chuyện nấu nướng nó có thể phát triển rất là cao, ở cái mức độ cao nhất là như một cái nền, cái tinh hoa về ẩm thực. Thế nhưng mà nó lại xuất phát từ cái điểm thấp nhất là cái nhu cầu của con người được ăn uống đầy đủ, đúng không? Và cái dịp giãn cách này nó dạy cho chúng ta là nếu mà chúng ta không có những cái thứ đấy thì chúng ta sẽ chết mất. Đấy, thì em nói đúng. Thì quay về chuyện em đã hiểu, em tất cả mọi người đã biết cái câu chuyện mà chị bắt đầu vào cái ngành này, bắt đầu từ cái việc là chị làm bánh và chị share
những cái đó. Thì em thấy có hai thái cực của food blogger nhá. Một là em thấy có nhiều báo có phỏng vấn chị về nghề nội trợ, tức là somehow là mọi người cho rằng việc nấu nướng là một nghề nội trợ. Và cái thái cực còn lại, chúng ta nhắc đến những chuyên gia dinh dưỡng. Đấy. Thì chị có bao giờ phải di chuyển giữa hai thái cực này, và khi chị làm bếp hay là khi chị nghĩ đến ẩm thực á, thì hai cái thái cực này nó như thế nào với chị? Luôn luôn phải di chuyển chứ, không thể đứng được một chỗ. Và đấy nó chính là một cái quá trình đấy. Mình thôi đang phỏng vấn đúng không, nhưng mà cho khen một câu nữa. Thật ra là chị cũng thỉnh thoảng chị cũng có xem một vài chương trình của mình đấy, nhưng mà đúng là do thời gian bị hơi hạn hẹp nên ít khi chị chưa xem được một chương trình nào mà được nghe mình phỏng vấn hay là trò chuyện từ đầu đến cuối đâu. Nhưng mà có một cái điều mà bất cứ lúc nào mà chị gọi là catch up được một cái thời điểm nào đấy mà khi nghe mình phỏng vấn thì chị đều cảm thấy là đây là một người phỏng vấn rất là thông minh. Cảm thì gần chị. Như là khi mà để được hỏi những cái câu hỏi thông minh hay thú vị như thế thì mình cứ chỉ muốn trả lời mãi thôi ấy. Thì mình đã nói đến đúng một cái điểm mà chị muốn chia sẻ nhất ở trong ẩm thực. Đấy chính là nó người ta thường nhìn vào điểm đầu và điểm cuối. Những cái điểm mà người ta dễ bắt mắt nhất đúng không ạ? Trong bất cứ lĩnh vực nào cũng thế thôi. Điểm on top và điểm đáy, điểm chạm đáy. Và mọi người đang hình dung, tạm thời hình dung về lĩnh vực ẩm thực nó như vậy. Ẩm thực nó sẽ đi từ những cái thứ nó thân quen như ở trong gia đình, như là nghề nội trợ, đến những cái đỉnh cao của cái sự trình diễn, của cái sự hưởng thụ. Bởi vì ẩm thực nó là một cái nghệ thuật tương tác. Cái nghệ thuật tương tác này chưa ít khi mọi người nói đến lắm. Mọi người nhìn ẩm thực và chưa nghĩ rằng nó thực chất chính là một cái bộ môn nghệ thuật tương tác giữa người nấu và người ăn, giữa những người ăn với nhau trong cái không gian mà người ta thưởng thức ẩm thực. Thì đấy chính là cái sân khấu mà cái môn nghệ thuật này nó tỏa sáng. Đôi khi mình sẽ nhìn nhận ẩm thực ở dưới góc và vai trò của tính thương mại, hoặc là nhìn nó dưới thương phẩm, là cái sản phẩm của nhà hàng, của một cái người đầu bếp nấu ra cho chúng ta ăn. Nhưng đôi khi chúng ta không hề nhận thấy rằng là thực chất nó chính là một cái nghệ thuật, mà chúng ta đang là người thưởng thức cái nghệ thuật đấy. Và cái người tạo ra cái sản phẩm nghệ thuật đấy chính là một nghệ sĩ. Thì cái câu này mình nghe trên quảng cáo nhiều đúng không ạ? Thế còn ở cái điểm đáy, tạm gọi là điểm đáy đi, đáy không có nghĩa là tồi nhất nha. Điểm đáy là cái thứ mà nó thông thường nhất, quen thuộc nhất, hay nó chưa được gọi là đánh giá về cái mức độ quan trọng nhất. Là cái việc là mỗi ngày chúng ta tự nấu cho bản thân ăn, hay là cái việc chúng ta nấu ăn trong gia đình thì nó là như nào. Thì thực chất là ẩm thực ở bất cứ điểm nào trong cả một cái quá trình đấy, nó cũng đều có những cái vai trò riêng, và nó chưa bao giờ khác nhau về mặt mục tiêu hay là tôn chỉ hay là cái cốt lõi của ẩm thực cả. Kể cả khi em nấu ăn ở trong gia đình đi, em là một người nội trợ nấu cho mình, cho gia đình ăn, thì cái cốt lõi của ẩm thực nó không khác gì cái việc là một cái người đầu bếp trong một nhà hàng 5 sao nấu cho cái thực khách của mình ăn cả. Nó không khác ở điểm nào, nó không khác ở cái cốt lõi là cái sự tương tác. Cái sự tương tác mà cái món ăn đấy là cái sự truyền tải. Và nó có đem lại cái thành công không, hạnh phúc không cho cái người hưởng thụ nó, thì nó giống y hệt như nhau. Em có ăn một món ăn tại nhà mà nó khiến em cảm thấy ngon, em sẽ cảm nhận được cái niềm vui của nó, hạnh phúc y như là khi em ở một cái nhà hàng 5 sao vậy. Và đôi khi nhà hàng 5 sao không đem lại cho em cảm giác được như tại nhà, và đôi khi ở nhà cũng không đem lại được cảm giác như nhà hàng 5 sao. Nhưng nếu ở một điểm nào đấy nó đem lại cho em cảm giác hạnh phúc, đem lại cho em cái cảm giác mà em được cảm thấy thỏa mãn, thì nó đều đã thành công rồi. Nó chỉ đơn giản đấy thôi. Và để đạt được cái mục tiêu đấy thì người ta có rất nhiều cách, người ta tìm rất nhiều cách, và luôn luôn phải khám phá tìm được những cách để thỏa mãn cái thực khách của mình và thỏa mãn chính bản thân mình. Cái người nghệ sĩ ấy, khi người ta trình diễn, khi người ta tạo ra một tác phẩm nghệ thuật, người ta cần thỏa mãn hai điều. Đầu tiên là thỏa mãn chính bản thân người ta đó, nhu cầu được sáng tác, nhu cầu được thể hiện, nhu cầu được bày tỏ cảm xúc. Và cái người
tạo ra món ăn cũng y hệt như thế thôi, bày tỏ ra cái cảm xúc, bày tỏ ra cái quan điểm, bày tỏ ra cái góc nhìn của mình qua món ăn, y như là một họa sĩ khi vẽ vậy. Nhưng mà bày tỏ ra xong để làm gì? Tùy theo tính cách nha, tùy theo tính cách tư duy của người nghệ sĩ, tư duy của người làm ẩm thực. Có người vẽ một bức tranh đẹp nhất thế giới để đấy, ở để góc nhà không cần một công chúng nào cả. Nhưng có người mong muốn bức tranh của mình được chiêm ngưỡng bởi cả thế giới. Thì nấu ăn cũng như vậy. Nấu ăn cũng như vậy. Tôi nấu ra một món ăn tôi cảm thấy nó rất ngon. Không một ông nào trên cái thế giới này nấu được ngon bằng tôi đâu. Nhưng cũng có người mong muốn được ghi nhận. Khi tôi nấu ra, tôi phải được có người khen, tôi có được người ăn chúng, người hiểu nó, người giao cảm với tôi. Thì đấy chính là cái cốt lõi của ẩm thực mà thôi. Và trước khi mình nhắc đến dinh dưỡng, mình nhắc đến cái việc là nó khiến mình no, thì ở cái góc độ ẩm thực nha, mình nói đến cái điều đấy đi. Thế còn cái nền tảng của ẩm thực thì dĩ nhiên là để nó chăm sóc cái sự tồn tại của con người rồi. Nó là một trong những cái thiết yếu, cốt lõi để chúng ta có thể sống. Và khi mà chúng ta ăn ngon, ăn no, ăn an toàn, ăn xong không lăn ra chết, thì chúng ta đều phải nghĩ đến cái việc là ăn như thế nào, đúng không ạ? Thì đấy là một vài những cái điểm cốt lõi của ẩm thực, mà có ở cái điểm nào trên cả một cái lộ trình đấy nó cũng không khác nhau đâu. Và ngoài hai cái điểm đầu, điểm cuối đấy ra thì vô số những cái điểm khác trên cái lộ trình đấy mình đều có thể khám phá được. Và khi mà phát hiện ra rằng là cái thế giới ẩm thực nó tuyệt vời như thế, nó đa điểm như thế, nó có thể thỏa mãn được cái tính khám phá của chị, thì chị lựa chọn nó và nó cũng lựa chọn chị. Khi mà lựa chọn ẩm thực thì có lẽ là chị đã mang theo cái tư duy của một cái người nghệ sĩ rồi, người họa sĩ rồi. Vì đâu đó thì mình không từ bỏ được cái con người mình, cái cốt lõi của mình. Mình được sinh ra và mình đã được lớn lên, mình được hưởng cái bầu không khí của nghệ thuật trong gia đình mình, của cả một cái tuổi trẻ, của cả một cái tuổi thơ. Mình được sống và mình được rèn luyện trong nó rồi. Có vứt mình đi đâu mình cũng không chối bỏ được bản thân. Thì khi mà tham gia, khi mà quyết định lựa chọn cái lĩnh vực mà để mình đi tiếp, để mình được thỏa mãn cái nhu cầu khám phá, thì rõ ràng là mình phải đem theo cái cốt lõi của mình mà thôi. Chị có thể mô tả cho em chị trong vai trò chuyên gia ẩm thực và chị trong vai người nội trợ được không? Tức là chị hai người này có, chị nói về sự di chuyển, nhưng mà kiểu chị ví dụ như với tư cách là chuyên gia ẩm thực, chị thường sẽ, em không biết chị nghiên cứu các thứ nó như thế nào à? Điều thì diễn ra ở trong cái vai trò đấy. Hồi bé chị có một cái mong muốn, chị có một cái sở thích ấy. Sở thích là được làm diễn viên đi đóng phim ấy, đấy là diễn viên lồng tiếng ấy. Tức là chị rất là thích được thử đặt mình vào một cái vai trò của người khác, thử đặt mình vào vị trí hay là một cái suy nghĩ của người khác ấy, để xem nó như nào ấy. Thì trong ẩm thực, trong những cái vai trò mà mình vừa nói, nó y hệt như thế. Con người mình thì chỉ có một thôi, nhưng ở mỗi điểm ấy nó giống như là một con người, nó hoàn toàn khác hẳn ấy. Một cái ví dụ cụ thể để cho nó dễ tưởng tượng đấy là chị thì rất là hay phải đi khắp nơi để tìm hiểu và ghi chép về ẩm thực. Cái này nó trong cái lĩnh vực ẩm thực thì nó là một cái việc thực hành kỹ năng, nó là cái việc sưu tập trong dân gian ấy. Có những cái ngoài sách vở, ngoài ghi chép, và khi nó trở thành một cái nghiên cứu được ghi nhận thì có cái việc là mình phải tổng hợp thông tin, giống như là phóng viên phải đi tìm thông tin và báo chí ấy, thì trong ẩm thực cũng như thế. Và khi mà có một cái chuyến đi ở tại Đà Nẵng, chị được một người vợ chồng, một người bạn từng là bạn ở Hà Nội mà sau đấy vào sinh sống tại Đà Nẵng ấy, dẫn đi ăn những cái quán hàng ngon tại Đà Nẵng, chị rất là thích những cái quán mà bạn dẫn đi. Thì nó là những cái quán vỉa hè, và nó là những cái quán mà bạn ấy thích lắm, bạn ấy bảo ngon lắm. Và quả thật chị đến quán nào chị ăn chị cũng thấy rất là ngon, và chị khen không tiếc lời, và chị cảm thấy là nó háo hức đến vô cùng ấy. Và bạn ấy rất ngạc nhiên bảo chị ơi, chị là chuyên gia ẩm thực cơ mà, em thấy chị đi ăn nhà hàng 5 sao, chị còn là thẩm định
quả thật chị còn làm người thẩm định nhà hàng 5 sao, tức là chị có những cái tiêu chuẩn rất là cao. Tại sao em dẫn chị đi ăn hàng nào chị cũng khen như thế, thì cái khen đấy nó có phải dễ dãi quá phải không? Dễ dãi quá hay là chị khen cho em vui đó, một cái ví dụ đấy thôi, mọi người sẽ thấy và hiểu được rằng là ở vị trí nào, ở điểm nào thì mình sẽ có tiêu chí của điểm đấy. Mình không thể nào mang cái tiêu chí của nhà hàng 5 sao ra để đặt vào cái vị trí của quán ăn vỉa hè được. Nếu như thế nó chỉ làm cho mình bực mình thôi, nó không bao giờ đem lại niềm vui cho mình cả. Và khi hiểu được rằng là ẩm thực nó thật sự là một cái lĩnh vực cần kiến thức, cần cái sự rộng lượng, cần rất nhiều thứ chứ không phải chỉ kiến thức. Đầu tiên là phải có kiến thức đã. Kiến thức để hiểu được rằng là cái nào ở đâu, vị trí nào và nó có cái vai trò gì, thì lúc đấy mình sẽ không còn phải là một con người nhỏ mọn nữa. Lúc đấy mình có cái độ quán chiếu và mình có cái góc nhìn nó rất là rộng để hiểu được rằng là à, những cái mà mình đang thu nhận ở đây nó thật sự là rất tuyệt vời. Và cái lời khen của chị dành cho những cái quán hay là những cái lựa chọn của bạn ý ấy, thật sự là thật lòng, thật sự là thật tâm, dưới cái góc nhìn của khẩu vị người Hà Nội vào Đà Nẵng sinh sống. Em biết không, những cái quán bạn ý dẫn chị đến ấy, thực sự nếu để so sánh hoặc là để viết một cái bài tổng hợp về khẩu vị truyền thống của Đà Nẵng thì nó hoàn toàn không. Nhưng đó là những quán Đà Nẵng thật sự thu hút được khách du lịch và nó đảm bảo được cái tính Đà Nẵng khi mà đáp ứng nhu cầu ẩm thực của rất nhiều vùng miền, thậm chí cả các nước nữa đến Đà Nẵng. Nó đơn giản như vậy thôi, nó là bài học của ẩm thực. Và tại sao mọi người cứ thắc mắc là ẩm thực Việt Nam mãi không thể nào phát triển hoặc là cảm thấy là không phát triển được như kỳ vọng của mọi người, trong khi mọi người vẫn lên yêu bếp và nói rằng là bỏ đi, đừng có gọi cái này là bún bò Huế, bún bò Huế phải như thế này cơ. Khi mà mọi người cho rằng ẩm thực nó bị đóng khung như vậy, khi mà mọi người không hiểu được rằng cái tính địa phương nó quan trọng như nào và chỉ nghĩ rằng là nó chỉ nằm ở tên gọi, thì mọi người không bao giờ có thể phát triển được ẩm thực ra tầm thế giới đó. Và làm thế nào để làm được điều này thì nó lại sẽ là một câu chuyện rất là dài, thì mình hỏi tiếp đi chị lại trả lời. Em chỉ tò mò, thế chị ở nhà chị nấu cơm thế nào? Chị nấu cơm á? Chị nấu cơm như tất cả mọi người bình thường. Cơm nhà chị có những hôm bị nhiều món quá và ăn không thể nào hết, và ai cũng phải than phiền là cứ thế này thì ngày hôm sau lại phải ăn nhiều quá. Và có những hôm thì ăn thạch bách và cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Có những hôm đang nấu thì trời ơi, hoàng hôn ở ngoài cửa sổ nó đẹp quá, nó đẹp ơi là đẹp, thế là chạy ra ngắm rồi chụp ảnh rồi các thứ vân vân, quay lại thì ôi dồi ôi, bí thì nhũn nhoét rồi, thịt thì cháy rồi, xong rồi sau đấy là phải bắt đầu lấy cái miếng thịt ra cắt cắt cái chỗ chè đi. Nó chỉ đơn giản như thế thôi, nhưng nó có một cái niềm vui và nó có những cái mà mình, vì mình là người nghiên cứu ẩm thực mà nó khiến cho cái bữa ăn của nhà mình nó phải có cái điểm khác người thường chứ, đúng không ạ? Thế điểm khác đấy là gì? Nó thú vị, nó thú vị nhất trong cái điều kiện mình có thể. Ví dụ như là thời điểm này là cái thời điểm giãn cách chẳng hạn, mọi người không dễ dàng mua được nguyên liệu đâu, và ai cũng sẽ than phiền là một cái bữa ăn thì nó sẽ có thể là nó sẽ chán đi hoặc là nó sẽ như nào đấy, và mọi người sẽ có cái tâm thế về việc là cái bữa ăn gia đình nó sẽ phải khác. Thì chị lại nghĩ lại hoàn toàn ngược lại, nó lại là một cái thử thách mà khiến nó chị rất là vui. Và chị quyết định là cái này chị cũng chưa chia sẻ với ở đâu đâu, nhưng nó là một cái thử thách của riêng chị thôi, đó là mỗi bữa ăn của nhà chị nó sẽ phải thật khác, và nó khiến cho mọi người cảm thấy gây wow, gây cảm thấy là bất ngờ, yêu thích. Bởi vì sao? Chị chỉ nghĩ đơn giản là thôi cũng tội quá, con mình đợt này thì phải học online cả ngày ở nhà, hay là chồng mình thì cũng công việc cũng sẽ bị đình trệ, hay bản thân mình cũng thế thôi, thế thì nó còn gì vui đâu ngoài cái việc là cả nhà cùng nấu nướng xong rồi ăn. Thì cái bữa ăn đấy mà nó vui hoặc là nó đặc biệt, nó khác hàng ngày đi, thì nó có phải tuyệt hay không? Thì đây là cái lúc mà đất dụng võ của một cái chuyên gia ẩm thực, một cái đầu bếp mà được bao nhiêu giải rồi, nhưng mà cái giải quan trọng nhất vẫn là phải chinh phục gia đình mình, đúng không ạ? Thì những cái bữa ăn trong gia đình chị những ngày này thật sự là rất tuyệt vời, ít nhất là đối với chị, khi mà chị có thể tung tẩy, chị làm đủ các loại thứ, thậm chí chị tự trồng rau, tự làm giá, và có thể dùng những cái rau đấy cho cái bữa ăn nó khác biệt hoàn toàn hàng ngày, đến nỗi mà con gái chị, hy vọng là đây là có thể nói xấu sau lưng nhá, chưa chắc nó đã nghe chương trình này đâu, nó lo quá, nó bảo mẹ ơi nhà mình cứ ăn như này thì có hết tiền không.
nhưng thực ra thì không không đắt tiền đâu, chả có tiền mà đắt ấy, bởi vì là có tiền cũng chả mua được mà đắt ấy, là có cái gì thì ăn cái đấy, nhưng khiến cho những cái nguyên liệu đấy nó phải được trở thành những thứ đặc biệt nhất, ngon lành nhất và mới mẻ nhất, thì đấy chính là cái mà một chuyên gia ẩm thực, một đầu bếp có thể làm được trong cái bữa ăn gia đình mình, trong cái vai trò của người nội trợ. Wow, bây giờ em phải hỏi một một vụ này. Đấy là năm ngoái thì ùa lên cái hội, một hội nhóm ghét bếp. Có chứ, Đúng không? đúng, Em không phải biết là vào năm xem nay ngay thì cái chứ. hội đấy đâu. Nhưng mà hồi đấy á là mọi người, thì thực ra em nghĩ là chúng ta cùng, dù là chúng ta nói vui thôi, nhưng mà chúng ta cùng nói đến một cái điều mà em có nghĩ đến trước đó, là cái câu chuyện cái việc làm nội trợ ấy. Thì em thấy yêu bếp á, mà được nhiều thành viên như vậy á, là bởi vì em thấy tôn vinh người nội trợ, người làm bếp. Em nhớ là trên sân khấu một cái cuộc thi hoa hậu quốc tế ấy, thì có một cái cô hoa hậu, một cái thí sinh đến từ Việt Nam có nói một câu là chỉ cái việc là tôi đứng ở đây ấy đã là một cái niềm vinh dự rất là lớn rồi, bởi vì ở Việt Nam ấy thì sân khấu của tôi chỉ là bếp thôi. Đấy, cái lúc đó thì nghe nó có cái sự tủi thân, nhưng mà em thấy thì bây giờ là những cái người làm bếp, tức là bản thân em đứng ở trong bếp á, em cũng cảm thấy là như chị nói ấy, là nghệ sĩ, tức là nó có cái gió đổi chiều. Hồi xưa bố mẹ mẹ em luôn nói là nếu mà không biết nấu cơm thì sẽ không giờ lấy được chồng. Đấy, thành ra là em phải chọn việc là em lấy chồng trước, xong rồi em mới chuyển sang chuyện nấu nấu cơm. Đấy thì em nghĩ là mình tôn vinh được một cái vai trò mà hồi xưa người ta cứ đương nhiên là phụ nữ phải biết ấy. Còn bây giờ thì mình thấy là à, mình đẹp đến, em thấy là yêu bếp mà đánh đúng vào cái tâm lý đấy. Thế chính vì có yêu bếp nên là mới có cái hội ghét, ghét bếp, nhưng em nghĩ là mục đích thì là như nhau, đều đều muốn, đúng nghĩa là embrace cái khoảng thời gian mà người phụ nữ đang ở trong bếp ấy, và nó hơi ngược chiều một chút. Thế nhưng mà ở cái thời điểm, chị nhớ năm ngoái không, team yêu bếp thấy thế nào cái lúc đấy ạ? Thấy vui chứ, bởi vì em có thể tưởng tượng là vào cái thời điểm đấy là thời điểm tháng 4 năm 2020, khi mà yêu bếp đang phát triển một cách vũ bão và cực 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 kỳ là mạnh mẽ. Nếu nó cứ phát triển đấy như thế thì thế nào? Nó sẽ ngoài tầm kiểm soát của mình. Và chắc chắn là không bao giờ chỉ có một mình phát triển. Và lúc đấy chị đánh giá rất cao những cái group mà ngay khi phát hiện ra cái thời điểm vàng của việc phát triển hội nhóm, khi mà yêu bếp đang đang gọi là phát triển một cách mạnh mẽ, thì tất cả các hội nhóm khác họ cũng sẽ phát triển theo. Và đấy không phải là công sức của một mình yêu bếp, đấy là cái xu hướng của cộng đồng. Nó không phải là chỉ một yêu bếp, ôi cái này là do tôi xây dựng từ lâu rồi nên là bây giờ tôi mới phát triển mạnh như thế, không phải đâu. Yêu bếp chỉ là một cái nền tảng mà chúng tôi có cái cốt lõi lâu rồi và bây giờ chúng tôi tỏa sáng, nhưng nếu ai nắm bắt được vào thời điểm đấy cũng sẽ sẵn sàng tỏa sáng và có cơ hội để tỏa sáng chứ, không phải chỉ có ghét bếp mà còn có điện nhà nữa. Đấy là một cái group cũng rất là thú vị về việc nhà cửa đúng không ạ, cũng phát triển rất cực kỳ mạnh vào lúc đấy, và ngay lập tức sau khi có yêu bếp, có nghiện nhà, người ta chán kiểu vào bếp rồi, nhiều vào bếp nhiều quá mệt thì người ta thích ngắm nhà đẹp, và người ta ngắm nhà đẹp quá chán rồi thì người ta phải ghét ghét bếp không nghiện nhà, thì lúc đấy group ghét bếp không nghiện nhà ra đời, và đấy là cái dòng chảy của cộng đồng, và cái điều đấy nó rất là quan trọng đối với yêu bếp. Bản thân nhóm admin yêu bếp hàng ngày cũng vào ghét bếp để hóng chứ, cười lăn cười lộn ra hoặc là sang nghiện nhà xem nhà đẹp chứ, và cái điều quan trọng nhất đấy chính là nó tạo ra sự đối trọng, một cái sự đối trọng để người ta hiểu được rằng là yêu bếp ở vị trí nào và các nhóm hội nhóm khác có cơ hội nào, và nó góp phần giảm tải cho yêu bếp. Em có thể tưởng tượng là vào thời điểm đấy 30.000 bài chờ duyệt mỗi ngày nó sẽ vỡ trận nếu không có ghét bếp, nếu không có nghiện nhà cùng chia sẻ. Đấy là cái điều rất là quan trọng. Chia sẻ cái số lượng người quan tâm. Vào thời điểm đấy thì có rất nhiều bạn, rất nhiều anh chị làm trong lĩnh vực truyền thông có chia sẻ với chị rằng là chúc mừng cái thành công của yêu bếp, và cũng đưa ra cái sự tư vấn là vào thời điểm này thì nên mở rộng đi, mở thêm các cái group khác về lĩnh vực khác,
chia nhỏ yêu bếp ra, ví dụ như là vào thời điểm đấy thì các cái lĩnh vực hoặc các cái thành viên họ chia sẻ về nhà cửa ở trên yêu bếp rất là nhiều, cái topic thiết kế nhà cửa các thứ vân vân rất là nhiều, mở yêu nhà đi, hay là cái topic vấp ngã của yêu bếp, tức là khi mà đã lên đến đỉnh rồi đúng không, thì lập một cái đấy đi. Tất cả những cái đấy đều là những cái mà chị nghĩ đến nhưng chị không lựa chọn, bởi vì đơn giản này thôi. Mình vẫn phải đi được và đúng cái mục tiêu mong muốn của mình chứ, đúng không ạ? Nếu trên đường đi có quá nhiều hoa thơm quả ngọt mà mình lại rẽ ngang, mình lại mở thêm một cái group yêu nhà, mình lại mở thêm một cái group yêu bếp vấp ngã, thì đến bao giờ mình mới đi được đến cái mà mình mong muốn? Cái mong muốn của chị không phải là mở thật nhiều group hoặc là khiến cho nhóm yêu bếp thật nhiều thành viên đâu. Mục đích của chị từ ngày đầu thế nào thì đến cái thời điểm đấy nó cũng vẫn như thế thôi. Đấy là lý do mà mọi người thấy là dù nó có mấy trăm thành viên, mấy nghìn thành viên hay bây giờ mấy triệu thành viên thì nó vẫn đang đi theo cái đường chị muốn, và chị là một người rất là cứng đầu trong việc là định giá cái mục tiêu của mình, định giá cái giá trị của mình. Không dễ bị thuyết phục hay là không dễ bị thu hút bởi những cái lợi ích khác. Thì cái quan trọng là vào thời điểm đấy chị rất vui khi mà có rất là nhiều hội nhóm khác họ cùng mở ra và họ cùng thu hút được rất nhiều thành viên. Việc họ thu hút thành viên không khiến cho yêu bếp bớt thành viên đi, nhưng khiến giảm tải cái sự nhiệt huyết, sự cuồng nộ của cộng đồng, cái sự kỳ vọng của cộng đồng. Cái kỳ vọng đấy về mặt tích cực nó là sức hút, nó là nhiệt huyết. Về mặt tiêu cực nó là sự cuồng nộ. Sự cuồng nộ này đến từ sự nóng nảy. Sự nóng nảy này nó bắt nguồn từ cái yếu tố cốt lõi về mặt cảm xúc của con người thôi. Mong muốn nhanh chóng được đáp ứng cảm xúc. Và với một cái đội ngũ admin như yêu bếp lúc đó hay bất cứ hội nhóm nào không đáp ứng được cộng đồng, đấy là điều chắc chắn. Và nếu chỉ có một yêu bếp tồn tại vào lúc đấy mà không có nghiện nhà, mà không có ghét bếp, thì khó mà yêu bếp có thể trèo chống được. Đấy là cái điều rất là thú vị. Mọi người, chị rất là tiếc là chị không có ba đầu sáu tay để làm truyền thông, để chia sẻ được về truyền thông, để nói với mọi người những cái góc nhìn, những cái chiến lược về truyền thông, đặc biệt là truyền thông cộng đồng mà chị có thể chia sẻ để hỗ trợ nhiều người khác trong lĩnh vực truyền thông có thể làm tốt hơn. Thì cũng rất vui khi mà hôm nay mình có thể ngồi ở đây để nói được câu chuyện về truyền thông. Ngay cả cái thời điểm đấy hoặc đến bây giờ thôi thì hầu như tháng nào cũng nhận được những cái lời mời tổ chức khóa học đào tạo hoặc là các cái buổi tọa đàm thuyết trình để chia sẻ về các cái bài học truyền thông hoặc là những cái mà truyền thông mà yêu bếp đã làm rất tốt, mặc dù nghĩ nó cũng rất là buồn cười khi là yêu bếp hay là yêu chữ Christian thì không phải là một công ty về truyền thông. Cái phần truyền thông của yêu bếp là yêu chữ Christian nó chỉ khoảng độ 20-30% năng lượng và công việc của chúng tôi thôi. Thế nhưng mà chị cũng đã từng chia sẻ riêng để rất nhiều người có thể cũng nhìn vào cái case study của yêu bếp để thiết lập những cái quy trình hoặc là những cái bài học truyền thông rất là giá trị khi mà mọi người mong muốn dùng thực hiện những cái công việc hoặc là những cái hoạt động truyền thông cộng đồng. Thì đấy là những cái insight rất là quan trọng về yêu bếp mà chị chưa từng chia sẻ, nhưng đấy là một cái mà phải hiểu được điều đấy. Đấy, làm truyền thông cộng đồng nó rất là khác với các cái phương thức truyền thông khác, mà như Thùy Minh thấy thì cái bài học truyền thông càng ngày nó càng nhanh và càng ngày nó càng cần phải có cái tính đột phá. Khi mà mọi người chỉ đang hiểu nhầm và đặt quá nhiều kỳ vọng vào nền tảng, tức là mọi người cho rằng là một cái nền tảng là cái yếu tố quan trọng nhất hoặc là cái yếu tố đầu tiên mình phải nghĩ đến khi làm truyền thông. Khi mà mọi người thấy rằng là hàng ngày hàng giờ thế giới có quá nhiều cái sự cạnh tranh nền tảng và ra mắt quá nhiều nền tảng mới, từ bản thân trong lòng Facebook nhé, thì các cái nền tảng khác nhau từ Facebook cá nhân sang đến fanpage, sang đến cộng đồng, nó tức là các cái group ấy, nó đã lật và tất cả cái đấy nó đã là một cái dòng chảy nó quá là nhanh rồi. Ngoài Facebook ra thì nào hàng ngày TikTok này, Instagram hay là YouTube, hay là bản thân khi mà TikTok cái tư duy tiếp nhận truyền thông của TikTok nó đang
gọi là giữ cái cán cân cao, thì lập tức là các cái nền tảng khác họ lại học theo, và họ bắt buộc phải học theo, bắt buộc phải làm theo để giữ lại cái sự đối trọng đấy. Như là YouTube thì sẽ ra YouTube Short chẳng hạn, hay là Instagram thì lại sẽ phải có Reel, hay là Instagram TV đấy. Thì mọi người sẽ thể hiểu là cái việc tạo đối trọng nó luôn luôn phải có, nó là cái tất yếu của truyền thông, và nó không phải là cái để tạo sự thành công. Em thích nhất là cái cuộc em muốn dùng cái từ cuộc cách mạng đấy. Như em nói là chị biến cái bếp nó trở thành một cái nơi để tôi không coi nó là bởi vì tôi là phụ nữ, bởi vì tôi là người đứng trong bếp, bởi vì tôi là người làm nội trợ thì tôi phải làm cái việc này, mà biến nó thành một cái thứ là tôi rất là vui làm cái việc này và tôi được chia sẻ cái điều này đấy. Thì em nhìn, ôi rồi em nhìn yêu bếp em, đúng không? Cái này thì là cái cảm nhận chung của mọi người chứ không phải mỗi thì mình. Nếu khi mình vào một cái trang yêu bếp là mình, em là em không mơ đến việc là được đăng bài đấy rồi đấy, nhưng em mà đi, em chị duyệt cháu. Mỗi ngày phần có 30%, mỗi ngày có 30% bài được duyệt ngẫu nhiên, nên là ai cũng có cơ hội để duyệt ngẫu nhiên cả. Ok, cảm ơn Minh đã lái chị ngược lại phần thứ hai của câu hỏi vừa rồi. Câu hỏi vừa rồi nó quá thú vị nên là chị đã chia sẻ khá là sâu sắc về ý đầu tiên, đó là khi mà yêu bếp mở ra và có các hội nhóm khác hoặc là cái câu chuyện truyền thông của nền tảng yêu bếp. Thì bây giờ đến cái thứ hai, đó chính là cái câu chuyện thay đổi nhận thức về vị thế của người phụ nữ và thay đổi nhận thức của xã hội đối với vai trò của một người phụ nữ về căn bếp. Căn bếp nó gần như là cái biểu tượng để định nghĩa về vai trò và vị trí của người phụ nữ. Thì em có biết là một trong những cái cốt lõi, cái nền tảng khi xây dựng ra yêu bếp chính là gì không? Chính là điều mà em vừa nói, đấy chính là góp phần để thúc đẩy cái việc bình đẳng giới thông qua việc thay đổi nhận thức về vị thế của người phụ nữ trong xã hội và nhận thức của xã hội. Thì cái này là cái mà đến bây giờ khi mình nói ra nó mới trở thành cái gọi là được đúc kết và mới chia sẻ về mặt thông điệp, đúng không ạ? Nhưng cái thông điệp này nó hàng ngày hàng giờ đang được thực hiện tại yêu bếp. Không phải chỉ trong những cái việc chia sẻ thông thường của từng thành viên đâu, mà nó được thực hiện bởi những cái chiến dịch đặc biệt, những cái chiến dịch có nghiên cứu kỹ lưỡng tại yêu bếp dưới những cái hình thức mà đơn giản thôi, nó là hình thức mà có thể tiếp cận đến bất cứ ai. Đấy là hình thức thử thách, nó giống như là một cái cuộc thi, nhưng yêu bếp thì không phải là cuộc thi, nó chỉ đơn giản là một thử thách, mà nơi đấy thì mọi người có thể cần thử thách vượt qua chính bản thân mình, hoặc là thử vượt qua một cái điều kiện gì đấy để có thể nhìn nhận lại chính bản thân mình. Và như em vừa nói thì chị không biết là đấy là cô hoa hậu nào, nhưng chị cảm thấy rất là vui khi cô ấy có thể nói lên được một cái điều mà nó là cái suy nghĩ của rất nhiều người phụ nữ Việt Nam về việc là vị trí của mình ở đâu, sân khấu nào dành cho mình. Thì qua yêu bếp chị cũng muốn chia sẻ rằng là, và bản thân chị là một người phụ nữ, chị muốn chia sẻ rằng là mình hãy tạo ra sân khấu để mình tỏa sáng. Chị rất là thích được trở thành ca sĩ và diễn viên, chị nói thật đấy. Hồi bé chị chỉ mơ ước được rằng là mình được tỏa sáng, mình được như cái cô diễn viên kia kìa, hoặc là cô ca sĩ kia kìa. Biết bao nhiêu lần đi ngủ và tưởng tượng một khi mà nghe một cái bài hát hay, và tưởng tượng rằng là mình là cô ca sĩ đang đứng ở trên sân khấu để được hát cái bài hát đấy. Nhưng mà dĩ nhiên là chị mà hát thì thôi chưa bao giờ dám cắt lời đó. Thế thì cái sân khấu đôi khi phụ nữ hay là đàn ông hay bất cứ ai thôi, hãy tự tạo ra sân khấu để mình tỏa sáng, và đừng nghĩ rằng cái giá trị của mình chỉ là ở trên sân khấu của người khác. Hay thế, căn bếp hay là bất cứ nơi đâu. Chắc chắn mà khi em tham gia một cuộc thi, hoặc là em từ lúc em đi học hay là đến lúc em lớn lên, hoặc là bản thân chị là cái người mà có cái cơ hội được thi thố rất là nhiều từ bé luôn ý, từ bé đã chị luôn thắng đúng không? Thi. Không, dĩ nhiên chả có ai thắng trong các cả cuộc thi cả. Chị khi chị còn rất bé thì bố mẹ chị rất hay khuyến khích chị đi thi, rất là nhiều bố mẹ nói rằng là đừng tạo cho con áp lực, hoặc là đừng bắt con đi thi. Nhưng mà từ cái việc đi thi của chị chưa bao giờ là áp lực cả. Bố mẹ hỏi con có thích vẽ không, con vẽ đi xong rồi tham gia cái cuộc thi vẽ này nhé.
thì được những cái giải nó nghe nó ảo ma từ rất là bé. Cũng như là đơn giản là 6 tuổi thì đã được hẳn huy chương vàng cuộc thi vẽ quốc tế dành cho thiếu nhi rồi. Nghe nó rất là oách, nếu mà báo chí với truyền thông bây giờ thì chắc là kiểu là lên trang nhất, thành kiểu thần đồng Việt Nam rồi ấy. Thế nhưng mà trên con đường đời thì có rất nhiều cuộc thi cũng không thành công chứ. Thì lúc đấy cái tâm trạng của mình thế nào khi mà chị còn rất bé, rất trẻ, chị nói với bố mẹ chị là con ghét cái cuộc thi này bởi vì nó không công bằng, bởi vì con không được giải nhất. Thì đến lúc mình lớn lên mình mới hiểu được rằng là không có cuộc thi nào là không công bằng cả. Nó sẽ chỉ không công bằng với chính bản thân mình thôi. Mình thắng thì mình thấy nó công bằng, và mình thua mình thấy nó không công bằng. Thì tại sao mình, sân khấu cũng thế thôi, tại sao mình lại để cho người khác định giá mình, và tại sao mình lại cho rằng là cái giá trị của mình được định giá bởi bất cứ cuộc thi hay là sân khấu hay là cái nào khác. Mình phải biết được cái giá trị mình ở đâu chứ. Dù trong căn bếp hay là trên một cái sân khấu mà mình là cái người giỏi, mình giỏi nhất đi cũng được, nhất trong một cái phạm vi nào đấy, hoặc là mình có một cái giá trị nào đấy, thì rõ ràng mình vẫn tỏa sáng, kể cả nó là cuộc thi sắc đẹp, cuộc thi tài năng, cuộc thi làm bếp hay bất kỳ cuộc thi nào. Thậm chí trong cuộc đời nó có vô vàn cuộc thi, đâu có phải là mình chỉ có thi ở những cái cuộc thi mà mình được giải đâu, đúng không? Thì cái giá trị của mình cũng thế thôi. Đôi khi thì chỉ là cái giá trị của mình nó biểu hiện qua tất cả các cái hoạt động, hay tất cả các cái hoạt động hàng ngày của mình, cái biểu hiện của mình, cái thái độ của mình. Chứ nó không phải là đợi đến lúc mà cuộc thi thì mình mới biết giá trị mình ở đâu cả. Nên là cái cô Hoa hậu đấy nói rất đúng, rất đúng. Và chị thì cũng mong muốn gửi một lời nhắn đến cô Hoa hậu đấy, hoặc là tất cả các bạn gái khác, những người phụ nữ khác, đấy chính là ai cũng sẽ có giá trị của mình thôi. Mình hãy tự tạo ra một cái sân khấu và tìm đến cái sân khấu khiến mình tỏa sáng. Và chắc chắn là căn bếp tại yêu bếp hay căn bếp tại chính ngôi nhà bạn hoàn toàn có thể khả năng làm một cái sân khấu của bạn để bạn tỏa sáng. Tỏa sáng với chính mình trước đi, làm cho mình tỏa sáng trước đi, thì lúc đấy sẽ nhận được cái sự ghi nhận từ người khác thôi. Đừng đợi người khác định hình mình. Cảm ơn chị Phan Anh. Mình nghĩ là cái thông điệp vừa rồi, dù là em biết là không thể dễ dàng để nói ra một cách trôi chảy như vậy, mà nó cần một cái sự trải nghiệm, đúng không? Nó cần rất là nhiều cái thời gian đã trôi qua. Thế nhưng mà thì mình nghĩ đây cũng là cái kim chỉ nam vô cùng quan trọng cho những, nhất là những ai mà hơi, các bạn hơi băn khoăn, hơi hoang mang chút xíu, thì vừa rồi mình có thể coi đấy là cái kim chỉ nam. Chúng ta nói chuyện cũng đã hơn một tiếng, và có một cái vấn đề nữa em vẫn phải hỏi chị. Đấy là về cái việc những cái cuốn sách chị Phan Anh cũng viết. Bây giờ chị xuất bản 3 cuốn sách đúng không? 3 hay 4 nhỉ? 3. Có 3 cuốn sách với 4 phiên bản. Đấy là những sách được public và được bán. Được bán. Còn đâu những sách mà trong những cái dự án mà không được bán thì nó cũng còn, nó có rất là nhiều. Ví dụ như là cái cuốn sách đi kèm ứng dụng di động mà nó được, nó là một trong những cái dự án chị tự hào nhất, là mà có thể là mọi người vào thời điểm này thì ít biết đến hơn, bởi vì là nó là dự án mà, thì cái sức sống của nó sẽ không dài được bằng sách bán trên thị trường, là cái cuốn sách về cẩm nang ẩm thực Hàn Quốc tại Việt Nam. Cẩm nang ẩm thực và nhà hàng Hàn Quốc nha. Đấy là cái ấn phẩm mà nó ghi nhận chị. Nó là ấn phẩm đầu tiên ghi nhận chị dưới vai trò của một cái nhà thẩm định ẩm thực, mới chuyên gia ẩm thực. Chị Phan Anh là đại sứ ẩm thực Hàn Quốc trong 2 năm liền mà đúng không? Đấy nên là cái cuốn sách đấy nó lại được thực hiện trước nha. Nó lại được thực hiện trước chứ không phải là chị, nó lại trong... không liên quan, đúng không? Tức là cái công việc của chị, và nó là ghi nhận của một cái quá trình nghiên cứu, cũng như là dưới cái vai trò của nhà người thẩm định, nhà hàng, khách sạn. Và cái cuốn sách đấy thì nó lựa chọn ra top 40 nhà hàng Hàn Quốc tốt nhất tại Việt Nam trong vào cái thời điểm là từ 2014 đến 2016. Sách về ẩm thực hay là những cái cuốn cookbook chẳng hạn, em có cảm giác thôi nhá, nó rất là, tại vì em thấy nó rất là dày dặn hình ảnh, nó rất là công phu,
Và mỗi tác giả thì có lẽ là không có thể nào mà làm quá nhanh để mà sản xuất ra một cái cuốn sách đấy được. Nó hơi giống, nó trong một cái thị trường hơi niche, cái niche market. Đúng rồi, thị trường mũi nó, nhọn. Em có cảm giác thôi nhá, nó hơi, nó không phải là thứ chưa mà sâu. Đúng rồi, không, nó sẽ không là thứ mà chị làm, tức là chị sẽ là part time hay là, tức là đấy đúng không? Có phải đấy là cái nhận định của một người ngoài nhìn vào cái thị trường sách thì người trong ngành thì thế nào? Không sai đi đâu được. Không biết phải nói thế nào, bởi vì là em đã nhận định rất là đúng. Sách cookbook thì nó sẽ không giống như là các cái sách giải trí. Nó đúng là cái thị trường mũi nhọn, nó đúng là như vậy, chứ nó không phải là mass market được. Thì nó có sức sống không? Cái đấy thì tùy thuộc vào từng cuốn sách. Bất cứ thị trường nào thì nó cũng có vai trò. Và khi mà nó là thuộc vào cái thị trường niche market thì nó vừa là thử thách mà nó cũng là vừa là cơ hội đấy. Bởi vì là cái lĩnh vực mà quan tâm đến ẩm thực hoặc là cái người mua một cái cuốn sách cookbook ấy, thì chắc chắn là người ta phải quan tâm đến những cái món ăn rồi, quan tâm đến cái việc người ta có thể nấu được những món ăn đấy không rồi. Thế nhưng mà nó không chỉ đơn giản như thế. Làm thế nào để một cái cuốn sách nấu ăn mà lại nhiều người mua, nhiều người yêu thích, thì nó là cái duyên của tác giả. Nó là cái mà tác giả đã là dành cái tâm huyết cho cái cuốn sách đấy. Và cũng rất là vui khi mà những cái cuốn sách nấu ăn của chị đến bây giờ là cũng 7-8 năm rồi, nhưng mà và nó cũng hết, tác giả bận quá quên không ký lại hợp đồng nữa, nó hết hợp đồng để xuất bản lại cũng mấy năm rồi. Thế nhưng mà trong cái thời gian mà nó đang phát hành ấy thì lúc nào nó cũng là bestseller cả. Và khi đến tận bây giờ rồi thì tác giả có quá nhiều các cái việc khác phải làm, chưa dành thời gian để xuất bản lại nó rồi, thì người ta vẫn cứ nhắc đến hoài, người ta cứ nhắc đến và người ta vẫn mong muốn là một ngày nào đấy chị Phan Anh tái bản lại cái những cái cuốn sách đấy đi, thì cái đấy là một cái mà chị rất là vui. Chị chắc là em phải mua thêm những cuốn sách của chị về nhà, em phải có 15 cuốn cookbook do anh chồng em mua nhưng không bao giờ thấy mở ra để tức là anh ấy rất là đam mê nấu nướng và ẩm thực và dinh dưỡng. Thế nhưng mà em thấy nó hơi giống trang sức của nhà em hơn, không thấy mở ra nấu bao giờ. Có một cái rất là hay, đó chính là nó rất là đẹp, nó rất là dày dặn và nó rất là đắt tiền. Nó thật sự là cái thứ mà như em nói là đúng là khi để vào trong nhà nó như là một cái đồ trang sức, trang trí trong nhà mình vậy. Và nó cũng có giá trị của nó đấy, tức là nó thật sự là đem lại một cái năng lượng khi mà mình nhìn thấy nó đẹp đẽ, và nó bất cứ lúc nào đấy mình cũng có thể mở nó ra mình xem vài trang, không phải là để mình nấu cái món ăn này đâu, mà đôi khi là mình cảm nhận được cái nguồn năng lượng tích cực từ cái cuốn sách cookbook đấy. Thì cái cuốn sách duy nhất bây giờ vẫn còn đang tái bản liên tục của chị là cái cuốn 80 ngày ăn khắp thế giới. Nó lại là một cuốn sách sách nấu ăn và phiêu lưu dành cho trẻ em. Em có cuốn đấy. Chị cảm ơn em. Chị không nhớ là có phải chị tặng em không, chị rất là ngại với không, em chị vừa tặng em mà em vừa đi mua luôn. À đấy ạ. Nên là em cái đấy, cái cuốn đấy em thấy rất là chị luôn đúng không? Bởi vì vẽ, chị vẽ mỹ với kiều với các thứ trong đấy rất là đẹp đẽ. Nhân chuyện sách nhá, nên em có một câu hỏi cuối cùng của Have a Sip. Nếu ngày mai chị phải lên hoang đảo không biết ngày trở về, khi đi chỉ được mang theo một cuốn sách thì đấy là cuốn gì? Sao không cho cầm cho điện thoại di động bắt cuốn sách, cầm cuốn sách làm gì? Đi lên hoang đảo mà bắt cầm sách. Thôi bây giờ coi như chị sống vào cái thời chưa có Facebook, chưa có điện thoại di động đi. Chị đang là triết gia của những năm thế kỷ 18. Đấy, bây giờ chị đi một cái chuyến. Nghe nó ảo thế. Có đủ đồ ăn thức uống chưa? Hay là trên đảo đấy có người không? Em không biết. Em chưa đi đảo đấy bao giờ. Thế thì thôi, thế thì sẽ mang cuốn từ điển thiên nhiên để còn biết là xem đấy có cái cây gì ăn được, con gì ăn được, hoặc là sống ở đấy thì phải làm như nào chứ đúng không? Chị có biết là câu câu trả lời này có một người trả lời y hệt không? Không, tức là chỉ có hai người trả lời thôi, nhưng mà chị biết người còn lại là ai không? Không. Cái bạn mà hơ 86 mét vuông á, cũng rất là duy mỹ. Trời ơi, idol của tôi đó, thành viên đấy, gọi là cúng cựa của Yêu Bếp, vừa lên Yêu Bếp Radio đó. Đấy, thì là
chính là Thủy cũng muốn chọn một cái gọi là những đồ cây cỏ trên đấy để có thể biết là nấu gì ăn mới Đúng đánh. rồi. Trước khi mà chúng tôi trở thành những con người mơ mộng, hoặc là trước khi chúng tôi trở thành những con người mà người khác nghĩ rằng chúng tôi mơ mộng, thì chúng tôi cần phải sống trước đã. Thực tế Ăn để sống trước đã. Đấy, em thấy những người bay và trông có vẻ lãng đãng thì đều là những người chân rất là chạm đất, đúng Thật không? mà có bay cao đến đâu thì cũng phải có cái dây để níu, nếu không thì bay tuốt lướt đi đâu thì không biết ạ. Thế bây giờ nhưng lại câu hỏi cuối cùng, em hay nói câu cuối xong em lại phải có thêm một câu cuối nữa. Dây mà níu chị xuống đấy là gì? Chị nghĩ là gia đình là cái người bạn thân nhất, và cũng là cái người nghe cho nó oách, à nghe nghe cho nó lãng mạn, thì chính là người bạn đời. Nhiều chuyện hài với anh này ở trên Facebook lắm Chứ tôi không thể tưởng tượng được đây là lần đầu tiên tôi ngồi nói chuyện với ai đó nhé, thậm chí là ai đó chứ không phải là chỉ là muốn chương trình để sau này sẽ lại có người khác nghe, mà nó kéo dài hơn 1 tiếng rồi. Chị thật sự rất là xấu hổ, chị thật sự là rất là thiếu tự tin. Chị xin lỗi mình rất là nhiều vì chị đã nói nhiều như này, và chị không biết là chương trình này có ai nghe hay không. Em thì thấy là đấy như em nói á, từ lúc mà em nghĩ rằng là mình sẽ không cắt khúc, mình sẽ trải qua một cái cuộc trò chuyện ấy, thì em lại thấy là càng dài càng tốt. Tại vì mình đi với nhau một cái quãng đường dài thì tốt hơn là mình đi với quãng đường ngắn mà. Với lại đi với chị Phan Anh thì vui mà. Thì mình vẫn nhớ hoài là 7 năm trước khi mà gặp nhau ở Úc, đã đều là có con và có chồng, thì trò chuyện gọi là liên miên. Chỉ có điều, một điều chị có biết không, là 7 năm qua chị chụp rất là nhiều ảnh của em ở Úc nhưng chị không bao Minh giờ ơi, gửi ảnh trả. Minh, chị xin lỗi. Ơi Và giây phút quan trọng nhất là chị đã nhớ ra bọn mình bị tính nhầm rồi. à thế à, Hai là hai 6 con năm người hai à, hai 5 năm con hai con người rốt toán. Đấy, đến lúc trừ đi đòi đi nợ là nó bị sáng suốt ngay ấy, nó nhắc đến con số là nó trở nên sáng suốt bất ngờ 5 năm kệ, rồi. em giữ 7 năm em không cần biết, em nghĩ là 7 năm hay là 10 năm thì Chị vẫn chị chưa Phan trả Anh sẽ ảnh không bọn bao giờ Minh trả đúng ảnh không? không, em nghĩ là chị sẽ không bao giờ trả ảnh em, nên là Đấy là em nghĩ tính là xấu 2 nhất năm của nữa em sẽ chị. nói lại câu chuyện này. Chị không hiểu tại sao ấy. Chị luôn luôn xài đây là cho việc trả ảnh cho bạn bè. Tất cả những người đi những chuyến đi với chị, trừ khi họ đè ra và lấy ảnh ngay lúc đấy, còn không thì không bao giờ có một ngày được gặp lại. Và lúc mà nhìn ảnh trên máy ảnh hoặc trên điện thoại đều trầm trồ, trời ơi chị ơi sao đẹp thế, sao hay thế, sao thích thế, chị Đúng. airdrop ngay cho em hay là chị chuyển ngay cho em đi, thì có ảnh. Còn sau này thì chị cũng không biết tại sao, Không, chị mà có dù bây chụp giờ cho chị em đứa hàng đến mà. hàng hàng trăm ghi ảnh vẫn giữ tất cả những Đấy. cái khoảnh khắc đấy của tất cả mọi người. Xin còi bạn của chúng ta cũng đã từng như Vâng, thế, hận thế đến cái tận bây group giờ tiếp theo sau yêu bếp chị lập có thể là những bức ảnh tôi đã nợ bạn bè. chị khủng khiếp và xấu hổ như Em phải tận đợi đến cái show này để em báu gọi phốt. là từ đầu từ đầu đến cuối giờ chúng ta có một cái cuộc trò chuyện, mà thế mình tin là dù người trong ngành hay là ngoài ngành, là Đúng không fan của chị Phan Anh hay là số không, thì hôm chúng ta cũng đều có thể chia sẻ đấy. Nhưng thành ra là đến phút cuối phải dành cho sự bóc phốt, còn không thì sẽ không biết đến bao là giờ. nhiều tính xấu là chỉ có bạn bè mới biết được. Không bao giờ tất cả mọi người đều nhìn chị Phan Anh rất là trầm trồ ngưỡng mộ và nghĩ rằng là trời ơi chị control cuộc sống thật là tốt, nhưng mà thực ra thì chả có ai như thế đâu. Tất cả năng Em lượng không tích muốn cực đấy là nhất ấn tượng, không muốn đấy là ấn tượng của mọi người. Em nghĩ đều đều là đã kiểu là cố gắng hết sức mình để gọi là hòa nhã vui vẻ với các bạn, dành cho các bạn những điều tốt nhất rồi, cùng những người khổ nhất chính là những vẫn người bị bên cạnh chị, bạn bè này, người thân này, chồng này. Úi dồi ôi, nếu mà có một cái căng thẳng mệt mỏi gì thì ông chồng là bị giận dỗi nhiều nhất, khổ nhất. Ví dụ kể cả là có đang nằm mà cái quạt nó quay đi chỗ khác và quay vào chỗ ông ý, thì chắc chắn là cả cái ngày hôm nay tồi tệ chính là vì việc anh quá ích kỷ, anh chỉ biết quay quạt về một mình anh thôi. Đấy là sự thật của gia đình tôi, chồng tôi khổ lắm ấy. Tôi nghĩ là thật sự là quá khổ. Ok, cảm ơn chị Phan Anh rất là nhiều. Cảm ơn các Ok. khán giả của Have a Sip đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Thực ra là thì mình biết một điều là chúng ta vẫn có thể trò chuyện với chị, bởi vì là đúng trong cách đây 5 năm ấy thì chúng ta nói chuyện rất là nhiều, và chúng ta nói từ ngày sang đêm, chúng ta di Đúng chuyển với rồi, nhau có chính 4 ngày xác. trời thôi, nhưng mà nói chuyện rất là nhiều và rất là hợp. Nên là hy vọng là em sẽ còn gặp lại chị. Cảm ơn mình rất là nhiều. Cảm ơn mình rất là nhiều vì đã dành thời gian cho chị. Cảm ơn Hepership và cảm ơn tất cả các khán giả.
chị rất là vui khi mà chị, thật ra chị chả nhớ được chị đã nói gì đâu, nhưng chị cứ thấy mình ngồi cười suốt thôi, thì chị cũng hy vọng là ít nhất nếu mà không có khán giả nào xem chương trình này thì mình cũng đã ngồi và cười tán thưởng từ đầu đến cuối rồi. Còn chị cực kỳ là lo lắng là chị chưa có thời gian để xem hết clip các cái số khác, nhưng mà cái cảm nhận về không gian của chị là mọi người sẽ nói những câu chuyện nó rất là sâu sắc, rất là tuyệt vời, rất là hữu ích, và chị rất là lo khi mà mình muốn trò chuyện với chị còn không được chuẩn bị kịch bản nữa, nên là không biết là nó có đủ thú vị với mọi người không. Nếu mà mọi người xem được đến giây phút này thì hy vọng là hãy để lại một cái comment ở dưới này, để bởi vì mình sẽ là người trong những ngày tới khi mà cái này nó được airing lên thì sẽ chắc là ôm cái điện thoại vào để xem là ôi không biết là lần đầu tiên mình tham gia nói chuyện qua mạng như thế này thì người nghe người ta cảm thấy thế nào. Mọi người hãy để lại cái comment, cái cảm xúc phản hồi cho mình để lần sau mình rút kinh nghiệm. Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào, hẹn gặp lại. Chị nhớ stay safe. Cảm ơn Thùy Minh, cảm ơn Hẹn và Sip. Yeah, mọi người cũng vậy nha. Bye bye. Chào mọi người. Bye bye. Từ tháng 9 năm 2020 đến nay, Vietcetera đã bắt đầu tạo các nội dung podcast trong nhiều lĩnh vực, từ đời sống đến nghệ thuật, kinh doanh. Cùng với các nhà sáng tạo nội dung podcast hàng đầu, Vietcetera nhận ra podcast đã trở thành một nền tảng nội dung mới, được nhiều người quan tâm và trở thành trào lưu đang phát triển tại Việt Nam. Năm nay, chúng tôi chính thức tổ chức một cuộc thi về làm podcast để thổi bùng lên ngọn lửa cho loại hình nội dung này được xây dựng và lắng nghe nhiều hơn nữa. Mọi thông tin chi tiết, mời bạn truy cập vietcetera.com và tìm CastCam 2021.